Từ năm 2012 đến nay, Shipmax đã lắp đặt hơn 2.000 hệ thống miễn dịch tự động HISCO tại Nhật Bản, Trung Quốc và các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Với sứ mệnh định hình sự tiến bộ của ngành y, chúng tôi liên tục tạo ra các giá trị đổi mới và độc đáo, không ngừng xây dựng lòng tin ở khách hàng và uy tín trên thị trường quốc tế. Cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo chính hãng, Shipmax cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả.